chùa đối với mình ý, thì mình vẫn trong tâm khảm của mình thì ngôi chùa nó vẫn phải là cái nơi mà nó mình phải đi lên, mình phải nó là trên đồi trên núi, tại vì ở nhà đấy thanh tịnh nghĩa là cái chỗ mà mình có thể trút bỏ được tất cả những cái gọi là bụi trần gian để mình thanh tịnh, thì cái đấy là cái mà niềm thôi thúc mình. Thì mình nghĩ là có lẽ là thôi cố gắng để xem có thể có duyên không để xây được chùa. Cũng là có cái câu chuyện nó rất là vô tình thôi, khi mà mình có cái ý tưởng như thế thì có một lần thì mình cũng được rất là duyên được gặp thầy Thích Nhất Hạnh, thì mình cũng có chia sẻ cái hồi đấy thì cũng chưa mình có chia sẻ thì sau đó thì thầy cũng có những cái lá bồ đề đấy thầy mang sang cái các cái Phật tử ở hung thì khi mà thầy phát ấy thì nói chung là này, trong cái thầy thì có cái lộc thì có lá bồ đề, có lộc thì không có, nghĩa là nói chung là thế. Thì thầy bảo là thực ra thì con cứ làm đi, thế xong rồi thầy bảo con cứ rút như ấy thì mình rút đúng được một cái gọi là cái lộc của thầy, thì trong đấy có lá bồ đề. Thầy nói chuyện với mình thì mình cũng không biết là thầy bảo không, một là thầy nói chuyện với con và cái thứ hai là con thấy thì con cứ làm đi, có thể là nó sẽ rất là không phải là đơn giản nhưng mà sẽ làm được. Thì mình bảo là thôi, thì mình coi như là cũng là một cái sự gọi là khuyến khích, vậy vì nó cũng là tâm linh một chút, bởi vì mình cũng biết là nhiều người cũng nói là xây chùa nó không hề đơn giản. Xây chùa nó nhỏ thôi nhưng nó không hề đơn giản, mà ngay cả bản thân mình đã trải qua cái đấy thì mình nói là xây một ngôi chùa có khi nó còn lâu hơn, nó còn khó hơn xây cả một tòa khách sạn. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.